Đây là một giờ học trực tuyến của thầy và trò ở khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của nền tảng AI. Không còn là bảng đen phấn trắng, thay vào đó sinh viên được sử dụng thiết bị điện tử với một ứng dụng hiện đại. Ứng dụng này tạo ra hiệu ứng tốt với người học ở thời đại 4.0 bởi tính trực quan sinh động. Có những cái phương tiện đã viết lên trực tiếp màn hình nè, để có thể giao tiếp trực tiếp với giảng viên và các bạn khác cùng tham gia nữa. Và cái này nó mang lại cái hiệu quả học tập, nó có thể nói là nó gần như là bằng ở trong lớp học trực tiếp với nhau. Một ưu điểm nổi bật khác của lớp học AI là học sinh và giảng viên có thể tranh thủ thời gian học ở bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối mạng. Phương pháp này thực sự phù hợp với các giảng viên và sinh viên của khoa Y, bởi phần lớn các thầy các cô đều đang công tác tại các cơ sở y tế, còn các bạn sinh viên thì cần dành rất nhiều thời gian cho việc thực hành lâm sàng ở các bệnh viện. Phần nhiều các tiến sĩ, giáo sư giỏi ở Việt Nam đều tập trung ở những trung tâm thành phố. Vì vậy, trong quá trình đào tạo hoặc trao đổi chuyên môn ở vùng khác thì thường gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi tin rằng ứng dụng Victoria sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chia sẻ kiến thức cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Dự kiến trong thời gian tới, Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hỗ trợ công nghệ AI vào tất cả các bài học, môn học trong chương trình đào tạo. Về phía đơn vị cung cấp ứng dụng, đơn vị này cũng đang từng bước triển khai ứng dụng chẩn đoán và trị liệu trực tuyến với các bệnh viện tại Việt Nam để tạo nên sự kết nối giữa các cơ sở đào tạo và các cơ sở khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng 4.0.